Chắc hẳn là tất cả mọi người đang rất là háo hức mong chờ những chiếc iPhone 12 mà mình đã pre-order trước đó đúng không? Nhưng mà bên cạnh những bạn đã pre-order rồi thì cũng có một số người đang e ngại cái vấn đề là mình có nên nâng cấp chiếc điện thoại của mình lên hay không? Bởi vì mình phải bỏ ra một số tiền khá là lớn đấy. Vậy thì trong video ngày hôm nay, đây sẽ là cách mà các bạn có thể lựa chọn nếu như đang còn e ngại về vấn đề này đấy. Các bạn có thể độ lại vỏ của những chiếc iPhone cũ của mình để biến nó thành một cái model iPhone 12 hoàn toàn mới cóng. Tại Hoa Cường Bắc, khu chợ đồ điện tử nổi tiếng giữa trung tâm thành phố của Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thời gian gần đây đang bùng nổ một dịch vụ mới. Đó là tân trang những chiếc iPhone cũ để biến đổi nó trông giống như những chiếc iPhone 12 mới được Apple ra mắt. Theo một số báo cáo, dịch vụ kinh doanh mới mẻ này đang rất là bùng nổ. Về bản chất, đó là việc bóc vào mặt lưng của những chiếc iPhone cũ, sau đó lắp vào một mặt lưng mới có thiết kế như các mẫu iPhone 12. Hiện tại, có rất nhiều mặt lưng của iPhone 12 được bán ở đây mỗi ngày và lượng cung luôn vượt quá lượng cầu. Ngoài ra, ở đây còn có một dây chuyền công nghiệp hoàn chỉnh để có thể chuyển đổi những chiếc điện thoại iPhone cũ thành iPhone 12 mới. Một số thương gia tại đây cũng tiết lộ rằng model nào cũng có thể đổi được sang iPhone 12 hết. Riêng iPhone 10 sẽ có giá là khoảng 450 tệ, khoảng 1,5 triệu đồng. iPhone 11 sẽ rẻ hơn là 350 tệ, khoảng 1,2 triệu đồng. Lại có cáp dịch đắt hơn và loại không có cáp sẽ rẻ hơn. Do vị trí cụm camera khác nhau, chức năng chụp ảnh của một số mẫu điện thoại di động cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng sau khi thay vỏ mới. Chẳng hạn như chỉ có thể sử dụng một ống kính của máy ảnh mà thôi. Có thể nói, chỉ cần 100 cho đến 500 nhân dân tệ, chiếc điện thoại cũ của bạn sẽ được chuyển thành iPhone đời mới nhất. Công nghệ này được xem là một miếng bánh mới béo bở cho các thương gia ở Hoa Cường Bắc, bởi chỉ cần tạo ra một vài mẫu mặt lưng iPhone mới rồi nhét thiết bị cũ vào mà thôi. Trên thực tế thì trước khi Apple phát hành iPhone 12, những phụ kiện chuẩn bị cho series này đã được buôn bán tràn lan tại Hoa Cường Bắc. Cả từ đầu tháng trước, dân buôn đã đổ về đây từ khắp mọi nơi để mua mặt lưng bằng kính, màn hình và camera của iPhone 12. Đây là những linh kiện cần thiết cho dịch vụ thay đổi ma thuật kể trên. Trên các nền tảng mạng xã hội, những bức ảnh ngụy trang thành iPhone 12 mới từ iPhone 10R, iPhone 11 và các mẫu điện thoại khác đã được lan truyền và gây sự thu hút của đông đảo cư dân mạng. Bên dưới những bài đăng này, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú với những chiếc iPhone 11 được độ lại vỏ. Tuy nhiên, vẫn có người lo ngại rằng những chiếc iPhone 11 sau khi đã được mài vỏ sẽ mất đi khả năng kháng nước. Và tất nhiên, đây cũng là điều mà những người thật sự muốn mua iPhone 12 cần phải cẩn thận, vì những sản phẩm như vậy có thể tràn lan trong thị trường trong thời gian sắp tới. Và nếu lọt vào tay gian thương, những cái này có thể phù phép iPhone thế hệ cũ thành iPhone mới để bán với một mức giá cao hơn rất nhiều. Do đó, người dùng hãy cẩn thận và tìm được những cửa hàng uy tín để mua iPhone mới, tránh trường hợp mất nhiều tiền như mua phải iPhone hàng dựng. Có vẻ như là phép màu nào thì Trung Quốc cũng có thể tạo ra được. Vậy thì theo các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Cái việc mà độ vỏ những chiếc iPhone cũ để biến nó thành một model iPhone 12 hoàn toàn mới, nếu là bạn thì bạn có lựa chọn cách này hay không? Hãy để lại một comment của các bạn cho Trang biết với nhé. Đây là Tech Máy Việt Nam, còn mình là Trang. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.